Nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng khai mạc lễ hội du lịch biển Hải Tiến trong các ngày 17 và 18 tháng 4 tại xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa đã diễn ra lễ hội Bút Nghiên lần thứ tư năm 2024. Điểm nhấn của lễ hội Bút Nghiên là lễ cáo ít tại Bảng Môn Đình, nơi thờ thành hoàng làng Nguyễn Tuyền. Bảng Môn Đình xưa kia vừa là nơi hội tụ của nho sinh rồi bài kinh sử, tôn vinh các vị khoa bảng khi vinh quý bái tổ về làng, nay trở thành biểu tượng của sự hiếu học của người Hoàng Lộc. Năm 1990, Bảng Môn Đình đã được xếp hạng di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Trong khuôn khổ lễ hội Bút Nghiên, nhiều hoạt động cũng được tổ chức sôi nổi, thu hút đông đảo người dân, học sinh trên địa bàn xã tham gia, như đêm giao lưu văn nghệ, cuộc thi rung chuông vàng và chung kết giải bóng chuyền hơi Bút Sen Xanh. Đây là năm thứ tư liên tiếp xã Hoàng Lộc, huyện Hoàng Hóa tổ chức lễ hội Bút Nghiên nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, đồng thời giới thiệu, quảng bá, phát huy tiềm năng thế mạnh về văn hóa, tạo điểm nhấn, thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư đến với địa phương.